Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024. Chiều nay 30 tháng 3 là miền Nam trên kênh nó về được cái con 73 ở trên đài Long An. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 31 tháng 3 trên đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mời anh chị em tham khảo. Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 6996, Kiên Giang mình dự đoán cái cặp 0990, Đà Lạt mình dự đoán cái cặp 7997. Anh chị em hãy tham khảo trong ngày 31 tháng 3. Chúc anh chị em gặp nhiều may mắn.